Chào các bạn, mới đi mua lan rừng cho mấy bạn nhờ mình. Bữa cho mấy bạn nhờ chắc cũng có người thì 1 tuần, có người thì 2 tuần, có bạn thì mới hôm nay. Nhưng mà thật ra không phải là mình đến một chỗ là mình lấy được, mà cứ hôm nay mình đi chỗ này, ngày mốt mình đi chỗ kia để lựa được những cái lan nó vừa mới nhất mà nó rẻ nhất cho các bạn. Chứ còn nếu mà cứ chạy chạy ào ào ra ngoài đường mà mua thì thôi, tiền là chịu nổi. Đây là, các bạn biết lan gì không? Đây là lan hài nhé, lan hài vân. Thằng này các bạn trồng á là 1/3 cát, 1/3 sơ dừa và 1/3 là cái than, than củi á. Các bạn đập nát ra thành bột luôn, trộn ba loại đó lại với nhau. Nếu mà có một ít phân bò nữa thì tốt. Và chúng ta bỏ ở nơi râm hoàn toàn nhé. Đấy, loại này là lan đuôi cáo nha các bạn, hàng rừng luôn đấy, lan đuôi cáo này. Mình lựa những cây tươi nhất và đẹp nhất để các bạn về trồng này. Đuôi cáo này, thanh đạm nguyên dê nè. Các bạn trồng cái loại này đố mà chết được. Lá còn xanh mơn mởn, mới bóc ở trên về luôn. Đây, còn nguyên cái vết ôm vào thân cây này hết nha. Trồng của này đố mà chết được. Thì cùng đam mê lan rừng, mình có lan rừng để chơi. Đây cái gốc của mình nè. Các bạn cũng có thì cũng vui. Sau này các bạn ra hoa, các bạn gửi video cho mình xem ha. Đây là hoàng lan nha các bạn. Đây các bạn, ý thảo nha, đại ý thảo, hoa to lắm, đẹp lắm. Đây nè, các bạn thấy chưa, cái nụ thôi đấy này, mới là cái nụ hoa chưa xòe ra đâu nha, mà to như thế này rồi đấy. Riêng cái loại lan thân thông này á, thì các bạn lưu ý nha, nó xấu xấu như thế nhưng mà sức sống nó cực kỳ mãnh liệt. Các bạn đừng có ham cái cây lá mừng mởn về là nó bị nó dập, nó nát. Các bạn dùng cái loại này cứ treo ngược lên cho mình, hoặc là các bạn về cắt rễ rồi cột hẳn vào luôn, trồng hẳn vào chậu hoặc là cột hẳn vào một cái thân cây, cái giá thể nào luôn. Đây là cái hoa này các bạn, đẹp chưa đấy. Mà cái thằng này các bạn mà chăm tốt, cái cọng nó rất là dài. Trong đây là nó cũng đang, cái thời do cái mùa này là nó còn đang vừa mới ra hoa xong là nó ra mầm các bạn. Nhưng mà không sao, cái mầm nó dập các bạn cứ cắt đi, nó sẽ tức nó ra cái mầm khác. Lẫn một cây ngọc thạch vào. Đây mình có cái lọng, do hôm bữa mình có mua cho cái anh kia 500.000 nữa, thì có cái loại này cho một số bạn yêu cầu thì mình cũng mua luôn. Mình nói trước là đây là cái dòng lan lộng, thì các bạn chơi nó cũng rất là đẹp, giống như chơi sinh vật cảnh vậy. Đây, thanh đàm này. Thanh đàm. Đây, nguyên dê đẹp quá, như cái củ khế đó. Mê ly rồi, xanh ri luôn. Cứ việc áp vô là nó sống luôn. Vẫn đang còn nữa các bạn. Các bạn thấy không?
không nhận lời thôi, nhận lời rồi thì phải ráng làm. À, chờ mình tí mình cầm một tay khó mở quá, để mình đặt cái máy quay xuống nha. Rồi, các bạn xem có gì nha. Đây mình lấy rất là nhiều đại bạch hạc nè, hàng chuẩn rừng luôn, đẹp cực kỳ. Đấy, các bạn thấy chưa, đại bạch hạc đấy. Làng quý, làng quý. Không biết sao mình rất thích đại bạch hạc nha. Cây nó nhỏ, cọng nó nhỏ mà hoa nó rất là đẹp, hoa nó to. To hơn cả cái bông giả hạc này. Đâu rồi, đây vẫn đang còn này. Cầm báo này các bạn, cầm báo này. Cầm báo rừng đấy. Ở rừng nó sống bon chen cho nên lá nó như vậy. Các bạn về chăm tốt rồi nha. Đây, con báo đây. Đại bạch hạc cũng con. Ôi giời. Lấy từ từ không có gãy. Cầm báo. Này các bạn thấy hoa chưa? Này hoa cầm báo này. Xinh lắm. Đấy, nó có đốm 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 giống da con báo. Thiệt coi nhà phải có tuyển một người quay phim quá. Một mình quay vừa lấy khó quá. Ôi, dáng hương các bạn, lá đã chưa? Cầm báo này, mình cũng lấy, tại vì mình lấy cho nhiều bạn cho nên là một lần lấy là mình lấy nhiều luôn. Vẫn là giáng hương các bạn, lá đã chưa, đang có nụ nè, kiến đang còn làm tổ luôn nè. Cẩn thận nhẹ tay một tí. À, các bạn muốn biết loại đây hoa nó như thế nào không? Đây. Đấy, xin chưa, hôm trước đông nữa. Trời hơi tối rồi, ánh sáng nó hơi yếu nha mọi người.
Anh mãi mà chưa hết làng. Ôi giời. Dẫn hương cắt tiếng luôn đây, tóc tiên tóc tiên này các bạn. Tóc tiên nhé. Ngọc thất kiều vuông, đây là kiều vuông các bạn, kiều vuông này. Đây là ngọc thất nhé, ngọc thất. Ngọc thất luôn. Ôi, kiểu vô này các bạn. Kiều vuông. Kiều vuông. Đi hắn. Ôi giời. Mệt quá. Thế còn chưa xong nữa. Các bạn thông cảm nha, một vừa quay một mình, vừa quay vừa làm, camera lia liên tục. Các bạn đây là hạt đỉnh nhé, địa lan hạt đỉnh nhé, đã chưa? Này. Củ nào củ nấy đã chưa? Ui. Đấy, mê ly chưa? Trồng ra tha hồ mà ngắm hoa. Đấy các bạn. Này. Ôi trời. Các bạn nghĩ như là xong chưa? Chưa đâu. Còn đây nữa này. Mình chưa soạn ra. Kim điệp này. Cũng của các bạn luôn đấy. Này, kim điệp này. Đấy, của các bạn đấy. Các bạn về trồng cho hết đi. Này. Vừa kiều vuông vừa kiều tím này.
vừa kiểu tua này, đây môi tua đó các bạn. Đấy. Thôi ngày mai mình chọn tiếp nha, hôm nay hơi mệt rồi. Này trong đây nữa này, đấy thấy chưa. Không biết lần sau có dám nhận lời mua giùm các bạn nữa không. Các bạn thông cảm, nhưng mùa này trúc mành không có, Phật bà không có, không có bán luôn đấy. Có thì mình mua cho các bạn, cho nên các bạn phải hiểu như này, tùy cái thời điểm trong năm thì thời điểm nào chỉ có cái loại lan đó là chủ yếu. Thời điểm này mình chỉ có một số cái loại như thế này thôi. Thì giờ mình sẽ mua, mình sẽ gửi cho mấy cái bạn mà mình nhận lời á, nhận lời mình giúp lan rừng. Các bạn về chịu khó trồng nha. Các bạn lưu ý, trong đây chỉ có thằng hạt đỉnh. Hạt đỉnh này nè là địa lan. Còn lại là phong lan hết nha. Với lại cái cây hai vân đấy, hai vân ở trong góc trong cùng đấy là địa lan đấy. Thằng này hạt đỉnh vàng là địa lan, còn lại là phong lan hết nha. Các bạn trồng được phong lan nha. Cái này mình chắc không gửi đi được đâu các bạn, bộ này rất là đẹp, rất là xanh. Cái này mình để mình chơi, gửi cho các bạn là nó dập nó gãy hết phí. Lá nó đã cho nè các bạn, mỏng nước lắm. Để xem cái giá hạt như thế nào rồi nha. Vẫn đang nụ, vẫn đang lớn, chưa gì đâu. Bây giờ này vậy rồi, hôm bữa đi nó chưa nở, giờ nó nở rồi. Xinh ghê nha. Ôi dồi, mừng mỡn mỡn. Trên thì ý thảo. Đấy. Giữa thì lộng nè, dưới này nữa là trúc mình.